Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xu hướng công an Trị, thêm một cựu công an trở thành thẩm phán. Ngày 28 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin một đại tá công an được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án tối cao. Theo đó, ngày 28 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ sung thẩm phán vào cơ quan cao nhất của hệ thống tòa án Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho hay, đáng chú ý là trong số 2 thẩm phán của tòa án tối cao được bầu bổ sung lần này có ông Nguyễn Quốc Đoàn, người chưa từng đảm nhiệm bất cứ vị trí nào trong lĩnh vực tư pháp. Thông tin tiểu sử của ông Đoàn được báo Lạng Sơn đăng tải cho thấy quá trình công tác của ông diễn ra ở 2 lĩnh vực, công an và ngạch đảng. Ở ngành công an, ông Đoàn mang hàm đại tá và từng lên đến chức giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi được điều động sang ngạch đảng, nơi ông kinh qua các vị trí phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế và bí thư tỉnh Lạng Sơn. AFA dẫn lời một luật sư đang hành nghề tại Việt Nam, nói rằng tôi rất thất vọng với lựa chọn này. Một người vốn dĩ có tư duy của ngành công an, quen với tư duy điều tra, trấn áp tội phạm, giờ lại ngồi ghế thẩm phán tối cao để xét xử số phận con người. Một nghề đòi hỏi phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài về các triết lý, công lý và công bằng. Vị luật sư này cũng tỏ ra lo ngại về khả năng các quyền con người và lợi ích của người dân sẽ không được tòa án tối cao cân nhắc đúng mực khi thẩm phán có gốc công an. Cựu đại tá công an Nguyễn Quốc Đoàn, người vừa được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án tối cao. AFA cũng cho biết ngoài ra ông Lê Tiến, một người có kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm sát, cũng được bầu làm thẩm phán của tòa án tối cao trong lần này. AFA nhắc lại, vụ việc liên quan đến tòa án nhân dân tối cao được xã hội quan tâm là phán quyết giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Chánh án tòa tối cao lúc đó là ông Nguyễn Hòa Bình, một người cũng xuất thân từ ngành công an, mang hàm thiếu tướng. Trái ngược với Việt Nam khi bổ nhiệm người xuất thân từ công an vào vị trí thẩm phán, ở Hoa Kỳ, thẩm phán được lựa chọn từ giới luật sư dựa trên uy tín và thành tích của họ. Có thể thấy giới luật sư chính là những người chuyên bảo vệ con người, quan tâm và thấu hiểu số phận của con người, trải qua bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp của họ. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa một chế độ tôn trọng quyền con người và một chế độ độc tài luôn chà đạp quyền con người. Quy trình bổ nhiệm thẩm phán liên bang khá kỹ lưỡng và được nhiều cơ quan, tổ chức tham gia thẩm định trước khi Tổng thống bổ nhiệm. Điều này cũng cho thấy mức độ quan trọng của những người cầm cân nảy mực vì họ có quyền quyết định số phận của con người. Cựu chánh án tối cao Nguyễn Hòa Bình, người xuất thân từ công an và có rất nhiều tài tiếng. Khác với Mỹ, ở Việt Nam, quá trình và thủ tục lựa chọn diễn ra nhanh chóng, sơ sài, chủ yếu dựa trên các mối quan hệ cá nhân, phe phái và thậm chí là cả chạy chức bằng tiền. Ở Mỹ, đầu tiên, trưởng lý và phó trưởng lý sẽ tìm ra những ứng viên phù hợp với các tiêu chuẩn mà Tổng thống đưa ra. Sau đó, nhân viên của Bộ Tư pháp sẽ thẩm tra kỹ lưỡng từng ứng viên và Cục Điều tra Liên bang FBI thường tiến hành một cuộc kiểm tra an ninh. Lãnh đạo các đảng phái hầu như không ảnh hưởng gì, nhưng ngược lại, các nhóm bảo vệ quyền con người, các tổ chức lao động, vân vân đều không ngần ngại gây áp lực lên quá trình tuyển chọn thẩm phán. Ủy ban Tư pháp Liên bang thuộc Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đóng một vai trò thiết yếu. Họ đánh giá năng lực của các ứng viên dựa trên 3 tiêu chuẩn, khí chất, năng lực chuyên môn và tính liêm chính. Những điều này cũng hoàn toàn trái ngược với Việt Nam. Cuối cùng là lá phiếu của Thượng viện. Khi Thượng viện bất đồng ý kiến với Tổng thống, họ có thể phản đối khiến tên của ứng viên đó bị rút lại hoặc trì hoãn vô thời hạn. Những gương mặt được thăng tiến trong bộ máy nhân sự cấp cao. Ngày 28 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Nhân sự cấp cao Việt Nam, những gương mặt mới thăng tiến là ai? BBC cho hay nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 với đa số tán thành. Hình ảnh bài trên BBC Tiếng Việt. Theo đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính thay cho Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Với nghị quyết của Quốc hội, ông Trần Hồng Minh, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. ông Minh là người kế nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng trên cương vị này. Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cũng đã được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bầu làm Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, thay cho ông Bùi Văn Cường, người vừa bị mất chức do bị kỷ luật. Theo BBC, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã có tổng cộng 8 cuộc họp thường kỳ, 8 cuộc họp bất thường, trong đó các cuộc họp bất thường chủ yếu về quyết định các vấn đề nhân sự. Những biến động liên tục về nhân sự này cho thấy Việt Nam đang trải qua thời kỳ bất ổn chính trị lớn nhất từ trước đến nay, và việc nhanh chóng kiện toàn các chức danh là điều cần thiết để giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho Đại hội 14. BBC giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 3 nhân sự mới được thăng tiến. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 và là đại biểu Quốc hội hai khóa 14-15. Tại Đại hội 13 vào đầu năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và đến tháng 10 năm 2022, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông cũng là Ủy viên Ban Kinh tế của Quốc hội. Ngày 28 tháng 11 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Xét quá trình công tác và chuyên môn, có thể thấy việc ông Thắng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính là phù hợp với chuyên môn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh. Như BBC đã đưa tin trước đó, người được Trung ương Đảng giới thiệu cho vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải là Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh. Như vậy, đối với các chức danh Bộ trưởng được phê chuẩn vào giữa nhiệm kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam có xu hướng điều động một cán bộ đảng đảm trách. Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1967, quê quán ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Vào ngày 28 tháng 11, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, đã được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội thay cho ông Bùi Văn Cường. Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh. Ông cũng là Ủy viên Trung ương Dự khuyết khóa 12, chính thức khóa 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 15. Vào ngày 28 tháng 11, ông được bổ nhiệm làm Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Hình ảnh Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Tại hội nghị bất thường ngày 25 tháng 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Bùi Văn Cường thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, ông Cường đã bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Hôm 25 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Thông báo của Bộ Chính trị cho thấy ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo d với bản tin những gương mặt được thăng tiến trong bộ máy nhân sự cấp cao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.